Chào các bạn, thì mình đang có mặt tại khu vực Hàm Thuận Nam ha. Đây là biển của Hàm Thuận Nam và nó là một phần của cây gà ha. Đây được gọi là khu vực cây gà. Ở phía trong mình đây chính là khu resort, các resort như là TTC cây gà hay là cây gà shop ha. Dưới của chúng ta thấy là nhìn ha. Đó. Ở biển đây thì mình rất là thích bởi vì nó rất là đẹp và rất là cát rất là trắng ha, trong lành. Rất đẹp ngoài ha. Đây với cái làn sóng của mùa này là mùa tháng cuối tháng 10, thông thường sóng nó rất là mạnh và chúng ta khi đi biển chúng ta thấy là sóng cảm giác càng lớn hơn đúng không ạ? Mùa này thì biển nó tương đối động ha. Tôi thì vậy rất là thích đi lội biển như vậy, cái cảm giác chiều mà nó đi lội biển nó thấy là nó tuyệt vời, như là rất là tuyệt vời. Đây thấy tuyệt vời nha. Đây chúng ta vào bên trong một chút xíu thì chúng ta thấy là cái vị trí của biển nó còn đẹp hơn nhé các bạn ha. Đây là khu vực chơi timbering tại bãi biển ha. Rồi. Mà chào nó bên trong, bên trong thì sập, và đi vào thì cát nhiều thì cái này nó sẽ có. Rất là đẹp mà này, giờ này mới được trồng. Cái resort TTC cây gà này thì nó có cái hệ thống trò chơi cho trẻ em và có hệ thống nhà hàng. Ăn phê nhá, phê sáng mai nhá.